Nhu cầu tìm một thùng máy chưa màng độ tầm 16 cũ thì clip này đích thực được lưu vào một yêu thích và nay mai xuất hiện tại nhà anh chị ngay cho mà xem. Thùng này vừa chơi Liên Minh, FIFA và một số tựa game đang nổi, vừa xử lý thao tác ổn các phần mềm đồ họa như Corel, Photoshop và AI. Thao tác vừa phải, gói gọn trong màn ví. Mời anh chị xem qua dàn này, bên em vừa lắp xong. AMD Ryzen 5 4600G với 6 core 12 thớt, con chip đáng đầu tư trong phân khúc build dàn máy bộ ngon rẻ. Như dàn chọn lựa đi kèm B550 cộng thêm tản khí, GB RAM có LED 8GB Lesotho Ares, ổ cứng SSD 256 cộng thêm một ổ HDD 1T, nguồn lên cấu hình EVGA 550W hàng tray. Khái niệm hàng tray em sẽ chú thích ở dưới phần bình luận. Vega lên dàn 1660 Super 6GB. Vỏ case lưng dàn Infinity G-Can hỗ trợ Furman ATX, thiết kế mặt lưới thoáng mát, không lo bí bách nóng do nhiệt lượng khi vận hành của các linh kiện tỏa ra. Tặng kèm một fan 12cm gắn sau, mặt trước như dàn, lên thêm 3 fan có LED. Bởi lẽ số fan chọn lựa cho thùng tối thiểu là 3 trước 1 sau, lấy giá phía trước và đẩy khí nóng ra ngoài.